Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Sao Việt. Và Đa tin chắc chắn rằng trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị sẽ được cập nhật thêm rất nhiều những thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ở nhà chăm bốn nhóc tì trong mùa dịch, vợ chồng Lý Hải liền nghĩ ra cách dạy con bổ ích và đáng học tập thế này đây. Cách nuôi dạy con của vợ chồng Lý Hải Minh Hà luôn khiến nhiều mẹ bỉm sữa phải học hỏi vì quá hay ho và đúng đắn. Là một trong những gia đình đông con nhất nhì Vbiz, việc chăm cùng lúc bốn con của Lý Hải Minh Hà giữa mùa dịch khiến nhiều người quan tâm. Cũng như bao gia đình khác, Lý Hải và bà xã cũng để các con hạn chế ra ngoài và dành nhiều thời gian vui chơi sinh hoạt bên trong ngôi biệt thự tiền tỷ của gia đình. Mới đây Lý Hải còn chia sẻ khoảnh khắc cùng các con tập thể dục để đốt thời gian rảnh cũng như nâng cao sức khỏe cho cả nhà, khiến nhiều bậc cha mẹ phải học hỏi. Có thể thấy Lý Hải đã đầu tư cả một gian phòng rộng với nhiều máy móc hỗ trợ tập luyện cho cả nhà. Cậu cả Rio tỏ ra vô cùng hào hứng, hăng say tập luyện. Trong khi đó, bé Úc Mio lại vô cùng hiếu động và thích thú khi được bố Lý Hải dạy cho các bài tập cơ bản. Lý Hải đầu tư một phòng tập cùng các con rèn luyện sức khỏe chống dịch. Các nhóc tì nhà Lý Hải cùng tập thể dục với bố. Trước đó, Lý Hải Minh Hà cùng nhiều lần chia sẻ, mặc dù bốn con đồng loạt nghỉ ở nhà, nhưng cả hai vẫn kiên quyết cho con hạn chế sử dụng điện thoại. Thay vào đó, các bé sẽ trải nghiệm trồng rau, chăm sóc thú cưng cùng bố mẹ. Mỗi ngày, Lý Hải Minh Hà sẽ dành một khoảng thời gian để cùng con học bài, dạy các con làm việc nhà. Cách dạy con vừa hợp lý vừa bổ ích của Minh Hà và ông xã khiến hội mẹ bỉm sữa phải học hỏi. Minh Hà tranh thủ thời gian cùng các con chăm vườn. Mặc dù nghỉ dịch, Lý Hải cũng tranh thủ thời gian giúp con ôn lại bài cũ. Các bé nhà Lý Hải Minh Hà được bố mẹ dạy cho cách sống tự lập, thoải mái phát triển và khám phá cuộc sống. Cách dạy con vừa hợp lý vừa khoa học của Lý Hải và Minh Hà khiến nhiều người phải học hỏi. Chi Bảo đứng ngồi không yên vì con trai đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 145 dương tính COVID-19. Chi Bảo động viên con trai khi vô tình ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân dương tính COVID-19 ngày 22 tháng 3. Sau khi đáp chuyến bay từ London xuống Cần Thơ, con trai Chi Bảo được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo chỉ định của Bộ Y tế. Những ngày đầu, nam diễn viên khá yên tâm vì con trai đã quen với cuộc sống tự lập, nên anh và gia đình cũng hạn chế thăm hỏi. Tuy nhiên, sáng hôm qua, Chi Bảo bất ngờ thông báo cậu quý tử vô tình đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 145 dương tính với COVID-19. Dù khá lo lắng, nhưng Chi Bảo vẫn không quên động viên con trai. Bệnh nhân 145 cách nhau 9 hàng ghế nhưng cùng chuyến bay. Chuyện đến đâu xử lý đến đó con nhỉ? Phía dưới bài viết, diễn viên phim Đồng Tiền Sương Máu cho biết thêm, hiện tại gia cát con trai Chi Bảo đang được lấy mẫu xét nghiệm và đợi kết quả chính thức. Vài ngày trước khi đến thăm con tại khu cách ly tập trung ở Cần Thơ, Chi Bảo chỉ đứng từ xa để tránh tối đa việc lây nhiễm. Dù là con của nghệ sĩ nổi tiếng nhưng gia cát lại không đi theo nghệ thuật mà muốn đi du học nước ngoài. Tuy nhiên vì tình trạng dịch bệnh phức tạp, cộng thêm trường gia cát theo học tạm đóng cửa đến tháng 9 nên Chi Bảo gấp rút đưa con trai về nước. Trước khi về Việt Nam, Chi Bảo cho biết con trai mình đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Anh cũng rất vui vì con trai mình hòa nhập được cuộc sống ở khu cách ly và tình hình sức khỏe vẫn ổn định. Lương Thế Thành thay vợ đưa con trai cưng đi thả diều, ăn kẹo bông gòn. Nam diễn viên luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự khéo léo, đảm đang khi vừa làm việc nhà vừa chăm con trai nhỏ. Lương Thế Thành là một nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng bảnh bao và nhận được nhiều sự yêu thương của khán giả trong những năm qua. Năm 2014, anh kết hôn với đồng nghiệp nữ diễn viên Thúy Diễm. Đến nay cả hai đã có được cuộc sống hôn nhân cực hạnh phúc và trái ngọt đầu lòng cũng xuất hiện khiến cả nhà có thêm nhiều tiếng cười. Lương Thế Thành đưa con trai đi thả diều. Khoảng một tháng qua, Thúy Diễm phải đi quay phim theo đoàn ở tận Bình Thuận. Mọi công việc nhà cũng như lo lắng cho con nhỏ đều một tay Lương Thế Thành xoay sở. Chẳng những thế, mùa dịch bệnh nên bé Bảo Bảo hoàn toàn ở nhà và nam diễn viên phải lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ cho đúng giờ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, anh khoe đưa con trai đi thả diều. Lần đầu tiên Lương Thế Thành cho con được tham gia trò chơi này và ăn thử cả kẹo bông gòn. Có thể đây là những khoảnh khắc hai cha con ra ngoài vào những ngày trước, còn hiện tại thì ai cũng ở nhà để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch. Cậu bé khoái chí khi được ngồi trên xe máy ngắm nhìn đường xá. Được đi chơi nên Bảo Bảo hấn hở ra mặt. Anh bế con trên tay để bé được ngắm những chiếc diều cận cảnh hơn. Lương Thế Thành không quên chụp ảnh nhóc tì để về báo cáo với bà xã. Hai cha con còn mua cả kẹo bông gòn để thưởng thức. Đây là món ăn quen thuộc của bao bạn nhỏ.
Thúy Diễm nịnh chồng hết lời. Khi thấy ông xã hy sinh thời gian làm việc, chấp nhận ở nhà trông con để Thúy Diễm yên tâm đi làm xa, thì bản thân cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Đồng thời, nữ diễn viên luôn cho rằng mình may mắn khi cưới được tấm chồng như Lương Thế Thành. Mới đây, cô bộc bạch đi xa nhà làm phim mấy tháng trời. Thấy mình thật may mắn khi có anh chồng chăm con giỏi, cưng con còn hơn trứng mỏng. Từ bé xíu là anh nhỏ đã đeo ba ảnh, hơn má mi ảnh rồi. Nó không phải nịnh, chứ thấy càng ngày càng thương anh chồng, chả bao giờ ghen tuông linh tinh, lúc nào cũng bên cạnh động viên, chia sẻ mọi điều trong công việc cũng như con cái. Chồng tôi lại còn hiền ơi là hiền, bị tôi ăn hiếp suốt mà hổng hờn giận bao giờ tôi, dù tôi lì và bướng như gái mới lớn vậy đó. Mà có phải ổng thua ai đâu, đẹp trai nhất sớm tôi đó chứ giỡn à. Lại giỏi nữa, người đàn ông ra phim trường mà diễn một cái là tôi mê liền, vậy nên mới chết với ổng, chứ có tính lấy chồng diễn viên đâu nè. Những buổi đi chơi như thế này tuy đơn giản, nhưng Lương Thế Thành đã tạo thêm nhiều điều đặc biệt cho tuổi thơ của con trai. Trong thời buổi công nghệ hiện đại, các trẻ em cần được hòa mình với thiên nhiên, phụ huynh nên dành thời gian đưa bé đến với các hoạt động ngoài trời thay vì dán mắt trước màn hình TV và điện thoại. Nhật Kim Anh nổi giận khi bị chỉ trích bỏ bê con. Dù rất nhiều khán giả đứng về phía Nhật Kim Anh trong vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ, nhưng bên cạnh đó cũng có luồng ý kiến trái ngược. Hơn nửa năm qua, vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh và chồng cũ là doanh nhân Ngô Nguyễn Phúc Bủ Lộc đã làm xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể vào năm 2018, Nhật Kim Anh và doanh nhân Bủ Lộc quyết định đường ai nấy đi sau hơn 3 năm chung sống. Do tính chất công việc, Nhật Kim Anh đã nhường quyền nuôi con trai duy nhất của cả hai cho gia đình chồng. Tuy nhiên về sau, Nhật Kim Anh lên tiếng tố nhà chồng cấm cản việc hai mẹ con gặp nhau và đâm đơn kiện đòi lại quyền nuôi dưỡng. Nhật Kim Anh hiện đang tạm thời giành được quyền nuôi con. Ngày 20 tháng 3, phiên tòa sơ thẩm đi đến quyết định trao quyền nuôi con lại cho Nhật Kim Anh. Nữ ca sĩ bật khóc ngay khi kết thúc, vì sau bao ngày chờ đợi cũng đã có thể đón con về. Cô nàng còn chia sẻ hạnh phúc đó trên trang cá nhân và nhiều đồng nghiệp khán giả cũng ủng hộ và gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Tuy nhiên đến 22 tháng 3, doanh nhân Bủ Lộc lên tiếng với báo giới rằng anh và luật sư của mình không có mặt tại phiên tòa nêu trên. Không hiểu vì sao phiên tòa vẫn diễn ra. Ngoài ra, chồng cũ Nhật Kim Anh đanh thép tuyên bố sẽ kháng cáo ngay khi nhận được tống đại của tòa, quyết tâm giành lại quyền nuôi con. Anh thẳng thắn nói về Nhật Kim Anh trên báo giới. Nhật Kim Anh không nghĩ đến con, cháu đang sống ở Cần Thơ yên ổn với cha và ông bà nội. Gia đình tôi cũng không ngăn cản cô ấy thăm con. Nếu cô ấy muốn nuôi con từ khi chia tay, cháu còn nhỏ bị bệnh tại sao không giành? Cô ấy đã đồng ý giao con cho tôi và gia đình. Bây giờ con cứng cáp yên ổn thì giành quyền. Về phía Nhật Kim Anh, cô cũng thẳng thắn tuyên bố mình có đầy đủ bằng chứng và sẵn sàng tiếp nhận kháng cáo đến từ doanh nhân Bủ Lộc. Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến trái chiều. Ngoài những lời ủng hộ chúc mừng Nhật Kim Anh thì cũng có không ít bình luận trái chiều đứng về phía chồng cũ nữ ca sĩ. Một cư dân mạng cho rằng bé đã quen sống với cha và bà nội nên tốt nhất hãy để bé nhận được tình yêu thương từ hai phía. Thậm chí còn có bình luận chỉ trích nữ ca sĩ rằng nhà chồng đã nuôi con tạo điều kiện cho nữ ca sĩ phát triển, thế nhưng về sau lại quay lưng nói xấu nhà chồng. Trước ý kiến trên, Nhật Kim Anh gay gắt đáp trả, khẳng định lỗi sai xuất phát từ nhà nội. Từ khi chị khởi kiện thì mới cho gặp để khỏa lấp cho cộng đồng mạng thấy rõ là không cản trở. Nếu họ không cản trở chị kiện để tới chị hai em. Nếu không cản trở sao chị có bằng cớ mà gửi lên tòa. Chị cũng chưa hề nói xấu bên nội nha em, mà chị nói thẳng mặt chứ cần gì nói xấu. Nếu là bạn hoặc người yêu của Lộc thì lượng cho Facebook của chị nói trong em nhé. Một cư dân mạng chia sẻ quan điểm của mình và Nhật Kim Anh thẳng thắn trả lời. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng cho biết cô còn phải làm việc để lo cho mẹ và các cháu. Nữ ca sĩ bức xúc, nghề của chị là đóng phim ca hát, không làm. Không lẽ đứng đường hả em? Chị còn gánh nặng mẹ già các cháu đi học, anh Lộc không lo thì chị phải bươn trải mà lo cho em. Hay chị về cho em nuôi chị em nhé. Nếu được nuôi luôn gia đình chị đi em, để chị có thời gian chăm con chị biết ơn em vô cùng. Nữ ca sĩ gây gắt thẳng thắn đôi co với anti-fan. Về phía Nhật Kim Anh, cô nàng có quan điểm rằng những người đứng về phía chồng cũ là bởi vì chưa biết được sự thật và nghe về một phía mà thôi. Tính đến hiện tại, vụ chuyện tranh chấp quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa đi đến hồi kết thúc. Mỹ đứng đầu thế giới về số ca lây nhiễm sau việc hải ngoại lo lắng. Số ca lây nhiễm tại Mỹ bất ngờ tăng với tốc độ phi mã khiến các nghệ sĩ như Hoàng Anh, Ngọc Quyên, Đức Tiến lo lắng mất ăn mất ngủ. Chỉ sau một đêm, bóng đen dịch bệnh bao trùm lên khắp nước Mỹ khi số ca lây nhiễm đã lên tới hơn 83,5 ngàn người, vượt qua cả hai điểm nóng trước đó là Trung Quốc và Ý với tốc độ phi mã.
Mỹ cũng đã ghi nhận hơn 1.200 người chết đã tử vong vì viêm đường hô hấp cấp. Bộ Y tế Việt Nam thông báo hiện Mỹ đang là nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm bệnh. Theo truyền thông, nhiều bệnh viện ở Mỹ đang trở nên quá tải vì số lượng bệnh nhân quá lớn. Có những người bệnh phải chờ đợi tới hơn 60 giờ đồng hồ mới được khám, và rất nhiều người đã không qua khỏi. Ước tính 40% dân số tại xứ Cờ Hoa đang sống dưới lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch lan rộng. Là một trong những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, Hoàng Anh vô cùng lo lắng khi chứng kiến những tin tức tồi tệ hôm nay, không biết nói gì hơn. Nam diễn viên chia sẻ trong nỗi bất an, nước Mỹ vỡ trận, số ca nhiễm bệnh đã vượt mặt Trung Quốc, đang đứng đầu thế giới, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng Anh chỉ biết cầu nguyện bình an cho mọi người trong giai đoạn khó khăn này. Hiện tại Hoàng Anh, bà xã hạn chế đi lại, dành phần lớn thời gian ở nhà chăm con. Thanh Thảo kêu gọi người dân nên tạm thời ở nhà. Cũng đang sinh sống ở Mỹ, Đức Tiến không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến đất nước siêu cường của thế giới đang khốn đốn vì đại dịch, viêm đường hô hấp cấp. Tình hình khá căng. Các số đều tăng cao, cập nhật tình hình virus tại Mỹ và các nước, thì hiện Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm, tài tử thừa nhận nỗi lo bao trùm khắp nơi. Ngoài ra, Đức Tiến cũng thường xuyên cung cấp tình hình dịch bệnh tại nơi anh sống. Whole Foods có một nhân viên bị nhiễm, hiện người này đã cách ly, chưa phát hiện ra các nhân viên khác có tiếp xúc gần với người này. Chợ này vẫn mở cửa, chưa tìm thấy nguồn lây nhiễm. Siêu mẫu khá căng thẳng khi đưa tin có người nhiễm bệnh ở khu vực gần nhà, nhưng giới chức chưa tìm thấy nguồn lây nhiễm. Ngọc Quyên thì sợ hãi, lo lắng đến mức quyết định tạm dừng việc cập nhật thông tin, đọc báo, nghe đài để bình tâm lại một chút. Người đẹp đã rất sốc khi nghe tin Mỹ vượt Trung Quốc và Ý để dẫn đầu toàn cầu về số ca nhiễm bệnh. Chỉ nói một câu, em give up, không xem nữa, vừa hại não vừa mệt, thôi nghỉ ngơi vậy. Siêu mẫu Ngọc Quyên cho biết ảnh hưởng của dịch bệnh khiến công việc của cô gặp trở ngại không nhỏ. Ngọc Quyên phải đóng cửa tiệm cho nhân viên nghỉ, thậm chí mảng kinh doanh online cũng trì trệ hơn thời gian trước. Vì khi không đi làm thì mọi người sẽ tiết kiệm lại, họ sẽ không dành tiền cho việc làm đẹp. Thôi thì cũng mong qua đợt dịch này mọi thứ trở lại bình thường. Trong khi nhiều người Việt hồi hương tránh dịch, Ngọc Quyên quyết định cố thủ ở Mỹ, dù rất muốn về quê. Đến thời điểm này tôi chỉ ước được về quê thôi, nhưng mà tôi đâu về được, vì con tôi bên này. Tôi không nói chuyện bi quan, nhưng tôi thì không thể bỏ con. Chồng cũ cũng đâu cho tôi bay về Việt Nam đâu. Tôi về thì sau này có chuyện gì cũng khó, bây giờ chỉ ráng mà cố thủ thôi, bảo vệ bản thân. Chứ nếu đến lúc bị bệnh cũng phải chịu vì tình hình chung rồi. Ca sĩ Hồng Ngọc lo lắng cho các bác sĩ đang ngày đêm dập dịch, thương lắm những người anh hùng của đất nước, cầu xin các bác sĩ, y tá và những người giúp các bệnh nhân được khỏe mạnh. Chồng của giọng ca Mắc Nai là ông bầu Tâm Nguyễn cũng sốt ruột, Mỹ đã vượt lên thứ nhất rồi. Kể từ 3 giờ ngày hôm nay là 26 tháng 3 thì Mỹ trở thành nước đứng đầu về số người lây nhiễm. Thử thách lớn quá mọi người ơi, cầu xin cho toàn thế giới được thoát cơn nguy, biến nhất là nơi đang bị dịch bệnh hoành hành. Xin chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những bác sĩ, y tá và nhân viên y tế được khỏe mạnh để họ giúp chúng ta vượt qua cơn đại nạn này. Chúng ta hãy sinh hoạt an toàn để bảo vệ chính mình và cả thế giới nhé mọi người ơi.